Rồi ok em, thế là nói chung là trong quá trình mình lắp là nó nhỉnh hơn một chút đúng không? Còn trong cái quá trình chạy thì không biết là như nào. Đấy lưng được đầu đấy, cần gì nữa? Lưng đầu nhẹ lắm. Con kia lưng được không? Con kia nó y lúc đầu. Rồi Hiếu chào anh em, hôm nay có em Thiện đến lắp bộ côn độ. Đấy. Thì xe của em thì rất là mới, giới thiệu với anh em đây. Đấy. Xe này của em mới mua được có 1 tháng hay em nhỉ? Em mua được hơn 1 tháng. Đấy, nhưng mà cũng do là gọi là duyên số như nào thì không biết, nhưng mà em đến quán của Hiếu đấy để nhờ Hiếu lắp cho em một cái bộ côn độ. Đấy, Hiếu cũng chia sẻ cho anh em luôn, thì Hiếu chưa tháo cái bộ côn zin ra, chưa biết cái lò xo của cái lò xo này nó khác biệt gì cái lò xo của zin không, hay độ cao nó cao hơn thì Hiếu không biết. Đấy. Rồi bây giờ Hiếu sẽ tháo cái này ra nhá. Đấy. Tháo ra cho em Thiện xem. Đây nha, thì cái việc nó cao hơn một chút xíu thôi anh em ạ. Đây này. Đấy, cao hơn một chút xíu thôi. Nó có khoảng tầm dăm ly thôi, nó không đáng kể gì. Cho nên là không biết là cái bộ độ này của em nó như nào, thì bây giờ thì anh sẽ lắp vào cho em nhá. Đấy, lắp cái bộ này vào này. Em cất cái này đi. Bây giờ thay cái côn này đúng không? Thay cái côn vang. Cái này thường thường là mình tháo ra là mình phải đánh dấu đấy. Đánh dấu côn để cho về sau em không thích cái kia là em sẽ lắp vào theo cái mức nó chuẩn của nó. Ở đây nó không có cái nút gì để đánh dấu cho em nhé. Đây anh ghi số 1 nhá. 1 gạch này. 2 gạch này. Về sau lắp là cũng 1 2 3 như thế. Đấy. 3 gạch này. Đấy. Đấy, anh đánh dấu cho em rồi thì là về sau là em lắp là em cứ lắp 1 2 3 như thế thôi. Đúng không? Nói chung là nó cũng 19 10 thôi, anh thấy nó guốc nó như nhau mà. Anh thấy nó guốc nó như nhau. 2 3. Nó phải đánh dấu. Có nhiều anh em mà không phải đánh dấu đâu, nhưng không đánh dấu lúc nó đi nó không được thì lúc đấy lại tháo ra. Căn bản là nó tin tưởng. Bi thì này của nó thì là nó là chuẩn rồi em. Bi này của nó tất cả như nhau em ạ. Tất cả viên bi này nó như nhau, mình lắp thế nào cũng được, ok hết. Chứ nó không phân biệt là ở chỗ này ở chỗ kia. Ví dụ côn này anh kiểm tra thì cái côn nó thế nọ thế kia thì anh xử lý cho em rồi.
Ok rồi đấy em ạ. Em có nổ máy thử không? Rồi em đề đi. Rồi ok đấy em ạ. Nhìn là dây cu loa em ra đây mà nhìn này. Đấy, dây cu loa của em nó tròn, nó không bị nhảy là được. Đấy, dây cu loa nó tròn, nó chạy rất là tròn. Ok rồi tắt đi em. Bây giờ là cái quan trọng nhất là ráp vào em chạy thử thôi. Để em thiên em thử chạy thử ra nó cảm nhận xe của em như thế nào. Sau khi quá trình lắp cái bộ côn độ bao bốc, em chạy một đoạn, xong là chạy về. Đấy, cứ giật giật như bình thường ra nào. Em thiện em rất chịu chơi anh em ạ. Xe mới đấy, mới mua được có 1 tháng mà đi được có khoảng tầm hơn 400 cây thôi. Đấy, hơn 400 cây thôi mà đã mua cái lồi độ. Thì không biết là trong khi quá trình chạy test không biết là như thế nào. Thì để em chạy quay lại xem là mình hỏi ý kiến của em xem là ok không, là biết ngay. Chưa. Bây giờ mới thấy quay đầu kìa anh em kìa. Đấy, đang chạy. Đấy, mức độ. Đấy. Em có thấy hơn cái bộ zin theo xe không? Cả đầu bốc hơn. Thế à? Nhưng nó bon hơn thì em thử làm lại là chắc là nó mới thôi nhỉ. Đấy, em thiện rất chịu chơi anh em ạ. Bốc được đầu đấy nhỉ. Rồi ok em, thế là nói chung là trong quá trình mình lắp là nó nhỉnh hơn một chút đúng không? Còn trong cái quá trình chạy thì không biết là như nào. Đấy, lưng được đầu đấy, cái gì nữa? Con kia lưng được không? Con kia nó y bắt đầu. Nó vẫn bị ra đầu. Đây em Thiện. Đấy. Cái lại để anh để máy quay stop xuống đi em Thiện, thử nhấc ra nào.
thì nhất tí thôi. Rồi rồi, ok anh em nhá. Thì trong quá trình lắp cái côn độ cho em Thiện thì mình thấy nó rất là ok đấy. Rồi, rồi ok em.